Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Út, sinh năm 1966, trú xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2024, Út điều khiển xe mô tô mang theo hai cái bình ắc quy và cục biến điện đến ruộng lúa của Út thuộc tổ 13, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân. Tại đây, Út đấu nối để chuyển từ điện một chiều sang điện xoay chiều, rồi kẹp vào dây chì đã được giăng trước đó để bẫy chuột và dùng đèn đỏ cắm ba gốc ruộng để báo hiệu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Út điều khiển xe chạy về nhà để uống nước. Khi quay lại thì phát hiện anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1978, trú tại địa phương, bị điện bẫy chuột giật tiểu chông. Trên lưng Hải có mang theo một bình điện và xiệc dùng để xiệc cá. Sau đó, Út thông báo cho người dân gần đó biết và đến công an xã Phú Bình tự thú. Hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.